Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 88 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Gần 50 vạn đại quân tập trung dày đặc trong hư không tại phiến tinh cầu này triển khai quyết chiến kịch liệt. Nếu không phải Tử Dạ Thương Long tự mình hạ lệnh cũng đưa ra điều kiện tiến vào tà thần giới 100 năm, Tần Vũ cũng sẽ không nóng lòng mà triển khai tấn công thất sát tinh như vậy. Bởi hắn cho rằng trong tà thần giới có tồn tại chí cao vô thượng, mà Tử Dạ Thương Long chính là một trưởng khống giả có thể khai sáng một tinh vực. Đây mới chính là mục tiêu theo đuổi cuối cùng. Thiên đạo mông lung ẩn tàng trong vô tận hư không tại đây. Trong lòng Tần Vũ hiểu được phải tự mình sáng tạo ra một tinh vực trở thành trưởng khống giả hỗn độn vũ trụ. Đây cũng là điều hắn tìm kiếm trong tà thần giới. Chiến tranh lập tức nổ ra. Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh tiến vào trong trận thế đại quân chiến thần giới đầu tiên. Hơn 10 vạn người đồng thời vận chuyển hỗn nguyên, từng đoàn hỗn độn vật chất trong vũ trụ thái không như thủy triều mãnh liệt tràn ngập khắp nơi, trông rất hoành tráng. Hai nguyên tố pháp tắc thủy sơn trong tay hai người công thủ tự nhiên, bọn họ đều đã là cao thủ thiên mang hậu kỳ, đối với năng lực diễn hóa hỗn độn cùng với điều khiển nguyên tố pháp tắc đã cực kỳ thuần thục. Mà thủy sơn nguyên tố pháp tắc đều là lực lượng có tính phòng ngự, từng đạo sóng nước và núi đá cứ như vậy từ trong hỗn độn diễn hóa ra, ngăn cản phần lớn thế công mãnh liệt của binh lính chiến thần giới. Hai bên mặc dù đang giằng co, nhưng chỉ cần là người đã từng chiến đấu với chiến thần giới thì nhất định biết rằng giằng co sẽ là ưu thế lớn cho bọn chúng. Thời gian duy trì pháp tắc của đại quân tà thần giới có hạn, lại hao phí hỗn nguyên, mà trạng thái phách thể của bọn chúng lại có khả năng duy trì thời gian rất dài. Tới đoạn sau của cuộc chiến mới là lúc chiến thần giới hoàn toàn phát lực. Cho nên trong khoảng thời gian này, hai đại thống lĩnh và Dương Thiên Hành xuất lĩnh đều không cố kỵ chút nào, triển khai thế công kích mãnh liệt nhất, nhanh chóng sử dụng năng lực lớn nhất ngăn chặn đối phương. Tam đại chiến tôn thấy thế hiển nhiên là chìm trong khí giận, trạng thái phách thể trong nháy mắt tăng lên cực hạn, toàn thân đều lưu động một lớp quang hoa ảm đạm, thấu phát ra một cảm giác vô cùng chắc chắn. Xong tới khi chuẩn bị phát động thế công thì một thân ảnh không một tiếng động xuất hiện trước mặt ba người. Người nọ mặc hắc sắc trường bào, nét mặt trầm ổn, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia sáng trong suốt khiến cho không người nào có thể nhìn thấu, hiển nhiên là thống lĩnh đại quân Tần Vũ. Đã lâu không thấy rồi. Tần Vũ lạnh nhạt cười rồi nói, liếc mắt nhìn một trong ba chiến tôn, chính là chiến tôn mà năm đó hắn nhờ vào Tử Vân Kỳ đánh cho trọng thương. Hóa ra là ngươi. Chiến tôn kia nhìn thấy Tần Vũ, trong lòng nhất thời nổi lên lửa giận, hàm răng nghiến lên ken két. Chiến tôn bên trái cực kỳ khôi ngô lướt hắn, trầm giọng nói, đây là hán tướng theo như lời ngươi nói trước kia trước mặt chiến thần đại nhân ư? Thật là lực cười, ta hoàn toàn không phát hiện ra khí thức cường nhân gì của hắn cả. Đích xác là vậy, trên người Tần Vũ không có khí thức gì của một kẻ mạnh, bất luận là ai nhìn vào thì cảnh giới của hắn cũng chỉ ở tại cảnh giới thiên mang sơ kỳ. Nguyên nhân chính là hắn đã che giấu khí tức. Hình Nhất hừ lạnh một tiếng nói, hắn có thể chế trụ được trung thượng phẩm hỗn độn linh bảo của ta, hơn nữa bản thân có lực lượng thần bí, cẩn thận đến lúc đó các ngươi vì khinh địch mà thất bại thảm hại. Người kia ha ha cười to, nếu thật sự là như thế ta cũng phải xem hắn thêm vài phần cân lượng, mấy năm nay bị tà thần giới áp chế đủ rồi, cũng đã đến lúc chúng ta phản kích lại. Thần sắc Tần Vũ vẫn như băng đá từ vạn cổ, không có chút nào thay đổi nói, quả nhiên có tam đại chiến tôn, các ngươi là ai? Chiến tôn cực kỳ khôi ngô kia dương giọng nói, Tông Tường là tên của ta, đến lúc đó sợ rằng ngươi chết trong tay ai còn không biết đấy. Người thứ hai nói, ta là Không Đức, muốn trục xuất chúng ta ra khỏi thất tuyệt tinh hệ, vậy còn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lớn mật. Hình Nhất giận dữ, cước bộ khẽ nhúc nhích, thân thể đã tới trước mặt Tần Vũ, nhìn qua trông giống như thuấn di nhưng trên thực tế không phải. Tuy nhiên trong trạng thái phách thể, tốc độ của hắn đã tăng lên tới mức mắt thường đã không thể nhìn thấy. Bất quá cho dù hắn nhanh cỡ nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Tần Vũ. Tử Vân Kỳ lặng lẽ thi triển, trong phạm vi ảnh hưởng mật độ hỗn độn vật chất cao,
giống như những đám mây đen bao phủ phạm vi gần 1,000 thước. Mấy trăm binh lính chiến tuần giới đều bị áp chế, trạng thái phách thể trong nháy mắt bị phá giải không còn một mảnh. Hình Nhất trong lòng cả kinh thầm nghĩ, chính là hỗn độn linh bảo này. Đoàn lực lượng áp chế này hắn đã quá quen thuộc, bất quá trạng thái phách thể nhất thời bị áp chế hẳn, tốc độ giảm xuống, giống như không khí bốn phía đều bị đóng băng. Thật là một linh bảo lợi hại. Không Đức trong lòng cũng thầm nghĩ, song thế công mãnh liệt của Hình Nhất cũng không có hoàn toàn bị áp chế, trạng thái phách thể sinh ra lực lượng bạo nộ ngưng tụ trong tay, hắn hung hăng đánh vào trước ngực Tần Vũ. Mặc dù Tần Vũ có đủ thời gian và không gian để tránh, nhưng thân thể lại không nhúc nhích một chút nào. Cho dù trưởng quyền từ chân ngực bộc phát, một tiếng nổ mạnh truyền đến, phảng phất cả hư không đều bị cỗ lực lượng này làm cho rung chuyển. Tông Tường cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Với trạng thái phách thể của Hình Nhất toàn lực xuất kích, thì cho dù là tu huyền giả thiên mang hậu kỳ đều khó có thể ngăn cản. Vì sao hắn không một chút chuẩn bị phòng ngự hay tránh né vậy? Chẳng lẽ... Lúc này trong lòng hắn xuất hiện một phán đoán kinh khủng. Giờ khắc này Hình Nhất đôi mắt mở to, cơ hồ không thể tin được điều phát sinh trước mắt. Quyền trưởng của hắn quả thật đã oanh kích lên ngực Tần Vũ, song y lại không có phản ứng gì, dường như thân thể đã đạt tới một trạng thái vô cùng cứng rắn. Tần Vũ ánh mắt một đường trầm giọng nói, 300 năm trước ta mới lĩnh ngộ được điều lúc đó người đã nói, tất cả pháp tắc vận dụng bất quá chỉ là hư chiêu mà thôi. Mà lúc này ta rốt cục đã đạt tới một cảnh giới mới, có thể vận dụng pháp tắc trong vô hình, thậm chí trong thân thể có thể trực tiếp diễn hóa nguyên tố pháp tắc. 300 năm trước, trong khi Tần Vũ bước vào hoàn hư cảnh giới, thì đối với diễn hóa hỗn độn vật chất cùng với điều khiển nguyên tố lực lượng cũng đã đạt tới một cảnh giới mới. Nguyên tố pháp tắc trong tay Tần Vũ không hề biến thành một thực thể tiến hành giải phóng, mà là đưa lục đại nguyên tố pháp tắc hóa thành một loại kình khí. Lực lượng sinh ra so với thực thể cũng cường đại hơn nhiều, đồng thời cũng có thể từ trong thân thể trực tiếp tiến hành diễn hóa. Không, không có khả năng. Nói như vậy, ngươi đã đạt tới... Hình Nhất hiển nhiên là kinh ngạc cực độ, thậm chí ngay cả giọng nói cũng đều run lên. Tần Vũ trầm giọng nói, đúng vậy, ta đã đạt tới hoàn hư cảnh. Hôm nay tới thất sát tinh này, Tần Vũ ta cũng là do tình thế bắt buộc thôi. Trong chiến thần vũ trụ, đối với linh ngộ hỗn độn chất, nếu có thể đạt tới hoàn hư cảnh thì không chỉ có trạng thái phách thể chất lượng sẽ tăng lên, mà khả năng thi triển chiến thần quyết gấp bội cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà tại tà thần giới lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Sau khi bước vào cảnh giới này sẽ có thể khởi động lực lượng cường đại của cấm thuật, hơn nữa đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc cũng sẽ tiến vào hóa cảnh. Đây mới chính thức là con đường tiến tới linh ngộ hỗn độn vật chất. Trong khi Hình Nhất thất thần trong phút chốc, thì trạch nguyên tố lực lượng đã xuất hiện trong tay Tần Vũ. Trong hư không cũng không có xuất hiện bùn đất gì, nhưng lại sinh ra một cỗ lực lượng hấp dẫn cực kỳ cường mãnh quanh quẩn bên hắn vài trăm thước. Sắc mặt Tông Trường sợ hãi xám đen lại. Quả nhiên như hắn đã suy đoán, Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới hoàn hư, mà tam đại chiến tôn bọn hắn tại đây không ngừng chinh chiến, căn bản không có thời gian lĩnh ngộ sự ảo diệu của hỗn độn vật chất. Mặc dù vận dụng chiến thần quyết có thể nâng cao hơn một chút, nhưng thực lực vẫn như trước dừng lại ở thiên mang hậu kỳ. Thiên mang hậu kỳ so với hoàn hư sơ kỳ mặc dù chỉ chênh nhau một cảnh giới, nhưng khả năng chênh lệch như mây với đất. Có thể nói trên phương diện thực lực, Tần Vũ hoàn toàn chiếm thượng phong. Chiến tôn bản thân chỉ có một ưu thế duy nhất, chính là chiến thần quyết. Đây cũng là điều Tần Vũ cố kỵ nhất. Lúc này Tông Tường và Không Đức đều đã vọt lên trước. Phạm vi này cũng nằm trong lĩnh vực hạn chế của Tử Vân Kỳ, cho nên cả tốc độ lẫn lực lượng đều không thể tăng lên trạng thái cực hạn. Mà Tần Vũ còn có thể lợi dụng sơn nguyên tố pháp tắc ngăn cản, hoặc dùng thủy nguyên tố khiến lực lượng bạo phát tan biến, cho nên không qua mấy hiệp, Tần Vũ đã hoàn toàn áp chế thế công của tam đại chiến tôn. Tần Vũ có thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới hoàn hư như vậy, một phần là nhờ đám văn tự đồ đằng do Tử Dạ Thương Long lưu lại, còn phần lớn là do bản thân lĩnh ngộ. Về mặt thiên tư thì một trưởng khống giả so với người khác tất nhiên là có sự khác biệt. Tần Vũ diễn hóa hỗn độn, chiêu thức không quá khoa trương hoa lệ gì, nhưng trong hư không luôn ẩn tàng kình khí so với pháp tắc lực lượng còn kinh khủng hơn. Không nghĩ tới chưa đến 1,000 năm hắn cư nhiên có thể đạt tới cảnh giới như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hình Nhất khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng,
trạng thái phách thể của hắn dường như cũng không duy trì được thời gian dài nữa. Không Đức thở dài một hơi, nghiến răng nói: xem ra chỉ có thể sử dụng chiến thần quyết rồi. Nếu trạng thái này biến mất, hắn muốn giết chúng ta quả thực dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ Tử Dạ Thương Long, kẻ này về sau nhất định sẽ là địch nhân lớn nhất của chiến thần đại nhân. Vô luận là thế nào, chúng ta cũng phải ở chỗ này tiêu diệt hắn, diệt trừ hậu họa. Ba người đã nhất trí đều phát ra một tiếng giống hận, toàn thân đều bốc lên một cỗ hỗn độn khí nồng nặc. Tần Vũ nhíu mày, nhất thời cảm giác được bạo phát lực quen thuộc, lãnh đạm nói: rốt cục đã sử dụng chiến thần quyết rồi, cũng tốt thôi, cho các ngươi hoàn thiện cấm thuật do ta tự sáng tạo. Cấm thuật sau khi Tần Vũ bước vào hoàn hư cảnh giới đã sử dụng thời gian 300 năm từ trong nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ được một loại pháp quyết có thể đưa lực lượng nguyên tố phát huy đến mức tận cùng. Song cấm thuật của hắn so với tu huyền giả về bản chất lại khác biệt. Đơn tu huyền giả thì dựa vào nguyên tố lực lượng tiến hành một thay đổi đặc biệt mà sinh ra lực lượng cường đại hơn. Thế nhưng về cơ bản, nói chung vẫn là một loại nguyên tố pháp tắc. Tần Vũ là đa tu huyền giả, đối với điều khiển lục đại nguyên tố pháp tắc, lực lượng đều là như nhau. Điều này trong cả tà thần giới là rất hiếm có. Cấm thuật của hắn là sử dụng hai loại hay thậm chí là nhiều hơn hai loại nguyên tố pháp tắc tiến hành dung hợp, lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc, tiện đà bộc phát ra lực lượng cực hạn của nguyên tố. Trong nháy mắt, tam đại chiến tôn sử dụng chiến thần quyết tăng lên trạng thái gấp 3 lần, bạo phát lực cường đạo khiến cho hỗn độn vật chất xung quanh đều bị hút lại giống như một vòng xoáy. Lực lượng của chiến thần quyết Tần Vũ sớm đã lĩnh giáo qua, tất nhiên không dám quá khinh thường. Pháp tắc phóng ra hỗn độn vật chất bốn phía xung quanh dần dần đông kết lại với nhau, phân biệt diễn hóa thành ba đại nguyên tố lực lượng: phong, lôi, thủy. Thật sự không có chiêu thức hoa mỹ gì, ngược lại lại sinh ra một cỗ kình khí phù động trên thân thể Tần Vũ. Không cần biết không gian tại tinh vực bị khai thích này ổn định đến đâu, nhưng cũng bị loại cấm thuật này làm nổi lên từng đạo sóng năng lượng mắt thường có thể thấy được. Chỉ một lát sau, lôi nguyên tố lực lượng huyễn hóa thành một đoàn khói trắng đường kính bất quá nửa trượng, vận chuyển cực nhanh dưới phong nguyên tố. Từng chấm lôi điện vận hành tốc độ cao, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, khiến màng nhĩ như rách ra vậy, vang vọng khắp thái không trống trải. Còn người Tần Vũ ánh lên, một tay nâng hai loại nguyên tố vừa dung hợp, tay kia nắm trong tay thủy nguyên tố pháp tắc, với thủ pháp cực kỳ xảo diệu dung nhập chúng trong quang mang. Giờ khắc này, ba đại nguyên tố đã hợp thành một, thủy nguyên tố tan ra thành hơi nước, vận hành cùng với từng chấm sáng lôi điện tốc độ cao từ trong phong nguyên tố, tốc độ chuyển động không ngừng tăng lên, âm thanh chói tai cũng càng ngày càng lớn. Hai loại nguyên tố dung hợp có thể nói là đối với yêu cầu điều khiển hỗn độn vật chất không quá lớn, mà nếu dung hợp ba loại hoặc hơn nữa thì khả năng điều khiển phải cực kỳ thuần thục. Chỉ một sai sót rất nhỏ đều có thể khiến cho pháp tắc vạn loạn mà cắn trả bản thân. Với năng lực của Tần Vũ hiện giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể sáng tạo ra cấm thuật từ bốn loại nguyên tố pháp tắc, nhưng cũng là mạo hiểm rất nhiều. Bây giờ cho các ngươi xem cấm thuật của Tần Vũ ta, tam cực phích lịch. Tần Vũ nâng quang cầu đang xoay tròn cực nhanh lên, sau khi dung hợp thủy nguyên tố, từng đoàn khói bên trong đã dần dần trong suốt, vô cùng đẹp mắt. Lên! Không Đức nổi giận gầm một tiếng, thân ảnh tam đại chiến tôn tức thì biến mất không thấy đâu. Lúc này bọn họ có thể nói đã hoàn toàn đạt tới hiệu quả của thuấn di. Tần Vũ toàn thân chấn động, cố lực lượng thần bí trong cơ thể không ai có thể nhìn ra đột nhiên khởi động, thả ra nồng đậm hỗn độn vật chất. Tam cực phích lịch tự hồ cũng đã đạt tới trạng thái cực hạn. Hư không bốn phía dường như bị vô số vết đao chém xuất hiện dày đặc những cái khe nhỏ. Âm ba giáp tạp từ trong quang cầu bắn ra, những chấm lô điện bao trùm cả khu vực. Tam bộ chiến thần quyết bộc phát, uẩn hàm trong đó là lực lượng cuồng bạo khó có thể hình dung được. Đó là một loại năng lượng cực lớn có thể khiến hư không dung chuyển. Tất cả đều tập trung trên người Tần Vũ. Xa xa trong hư không, Vũ Văn Thác đã thấy cảnh này, trong lòng chấn động không ngừng. Phải biết rằng ba chiến tôn đồng thời phóng ra tam bộ chiến thần quyết thì năng lực bộc phát ra không cách nào có thể tính toán, không thể không lo lắng cho Tần Vũ. Cấm thuật tam cực phích lịch. Quang cầu chợt lóe sáng, ngàn vạn chấm lôi điện theo phong nguyên tố lực lượng trong nháy mắt bạo phát tới mọi nơi, mật độ dày đặc cơ hồ không chừa một khe hở. Lúc này hư không xung quanh vài trăm thước dường như bị cỗ lực lượng phát sinh này làm cho vạn loạn hẳn lên. Không xong rồi!
Tam đại chiến tôn không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tam bộ chiến thần quyết tăng lực lượng lên cực hạn tại không gian vạn loạn này đột nhiên biến thành trì trệ. Trong con người chỉ có thấy ngàn vạn tia điện quang không ngừng đánh vào thân thể, đau đớn truyền khắp toàn thân. Thế công của tam cực phích lịch chưa chấm dứt, đó gần như chỉ là bắt đầu mà thôi. Tam cực phích lịch trong tay Tần Vũ cuối cùng cũng phóng xuất ra một đạo thủy nguyên tố lực lượng bao trùm lấy những tia điện quang, phủ lấy cả không gian hơn 1.000 thước xung quanh. Lúc này bên trong không gian bị cấm thuật bao phủ, từng đoàn lôi điện vô cùng hoa mỹ đột nhiên nổ mạnh giống như một mảng tinh vân cực kỳ đẹp mắt. Bang, âm thanh rung động cả linh hồn, lấy Tần Vũ làm trung tâm, không gian xung quanh trực tiếp bạo liệt, tạo ra một lỗ thủng đen nhánh xuyên thấu cả không gian. Có thể thấy rõ ràng ba loại nguyên tố đã khiến không gian tứ phía rối loạn thật sự. Dưới tay Tần Vũ điều khiển, ba loại nguyên tố pháp tắc đã đạt tới trạng thái cực hạn. Phiến hư không này cho dù có ổn định đến đâu cũng không thể cưỡng lại được một lực lượng khủng khiếp như vậy. Chỉ cần dùng mắt thường đã có thể thấy mỗi một tấc không gian dường như đã nát vụn, hỗn độn vật chất nhất thời từ trong những vết rách rỉ ra. Một đoàn khí lưu hình tròn lấy Tần Vũ làm trung tâm, cơ hồ hình thành một cơn lốc cuốn đi tất cả mọi thứ trên đường nó quét qua. Phàm là binh lính trong khu vực này đều bị nghiền nát theo không gian. Lực lượng cấm thuật tại giờ khắc này đã đạt tới độ mãnh liệt nhất. Qua một khoảng thời gian, âm thanh chói tai cũng dần dần lắng xuống, lôi điện cũng dần dần tiêu biến. Thân ảnh tam đại chiến tôn từ từ hiện lên. Lúc này, khải giáp trên người bọn họ đều đã bị nghiền nát, lộ ra cơ thể thật sự. Rất hiển nhiên, trạng thái phách thể cũng đã không thể sử dụng. Lực lượng bộc phát của chiến thần quyết cũng đã hoàn toàn biến mất. Đây là thực lực của hoàn hư cao thủ sao? Không Đức hiển nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong ấn tượng của hắn, cảnh giới hoàn hư cao thủ sử dụng cấm thuật sung mãn nhất cũng chỉ có thể phá giải năng lượng tam bộ chiến thần quyết của hắn. Nhưng lúc này thậm chí cả trạng thái phách thể cũng đã bị phá mất. Tông Tường thần sắc ngưng trọng, mang theo vài phần khiếp sợ. Hắn rốt cục là ai, cư nhiên trong 1.000 năm lại có thể phát triển đến mức này? Chỉ có Hình Nhất là vẫn còn tỉnh táo, trầm giọng nói. Bây giờ đừng nói là tiêu diệt hắn, ngay cả chúng ta có thể sống mà ra ngoài cũng khó. Chuyện này nhất định phải bẩm báo chiến thần đại nhân. Chúng ta đối với tả thần giới không thể khinh thường rồi. Không Đức âm trầm một hơi nói. Mấy năm nay tả thần giới không ngừng xuất binh mà chúng ta lại cứ thế rút lui. Chiến thần đại nhân về kế hoạch mà thủy chung không muốn xuất binh chi viện chúng ta. Bây giờ nếu là bị chiếm thất sát tinh, vậy ưu thế mấy ngàn năm chúng ta có được đã không tồn tại nữa rồi. Cường thế công kích của Tần Vũ lúc này khiến cho tam đại chiến tôn uy hiếp thật lớn. Cấm thuật của hắn có thể nói đã nằm ngoài phạm vi hoàn hư cảnh giới. Nếu là một loại nguyên tố ở hoàn hư cảnh giới thì không nói, ở đây lại là 6 nguyên tố cùng đạt tới cảnh giới hoàn hư, thực lực của Tần Vũ tất nhiên rất khác so với mọi người tưởng tượng. Ba người rất nhanh thương nghị, sắc mặt Hình Nhất có chút tái nhợt, nhỏ giọng nói. Đã đến bước này, chúng ta phải buông xuôi trận chiến. Không Đức và Tông Tường thần sắc đều đại biến. Cái gì? 30 vạn đại quân, thất sát chủ tinh, điều này ngươi gánh nổi không? Nếu đánh, ta nghĩ tỷ lệ thủ thắng không vượt quá một phần. Biện pháp duy nhất lúc này là chúng ta trở lại chiến thần giới, phải đưa tình hình nơi này bẩm báo lại chiến thần đại nhân. Lúc này tam đại chiến tôn biết rõ với thực lực của Tần Vũ, muốn giết chết bọn họ là không khó, nhưng tình hình nơi này nhất định phải báo với chiến thần. Trước mắt chiến thần giới với nơi này còn có một không gian bình diện, tin tức căn bản không có cách nào truyền tới, biện pháp duy nhất chính là trở lại trong chiến thần vũ trụ. Không Đức và Tông Tường nhìn 30 vạn đại quân đang kịch chiến, thở dài một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói. Cũng tốt, bọn ta sử dụng ngũ bộ chiến thần quyết cầm chân hắn. Ngươi lập tức trở lại chiến thần vũ trụ, cần nhanh xuất quân chinh phạt tà thần giới. Hình Nhất có chút sững sờ. Như thế nào có thể? Ta đã chạy một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Trong ba người chúng ta chỉ có một người là biết rõ về hắn nhất, ngươi không có lựa chọn. Tông Tường và Không Đức dường như đã hạ quyết tâm, trạng thái phách thể lại phóng ra, lúc này là toàn lực thi triển, không có giữ lại. Trên cơ thể cũng nhất thời chớp động quang hoa âm u, cơ năng toàn thân cũng theo đó mà tăng lên trạng thái cực hạn. Hai người này đối với cảnh giới lĩnh ngộ hỗn độn chỉ là thiên mang hậu kỳ, căn bản không có cách nào chịu được lực lượng bạo phát của ngũ bộ chiến thần quyết.
Trong nháy mắt, sau khi đạt đến cực hạn, kết quả y như hình nhất năm đó. Đừng nói là hỗn nguyên băng toái, thậm chí là thân thể cũng sẽ bị nát bấy. Tần Vũ tâm cơ vừa động, ánh mắt liền tập trung lên người hình nhất, cười lạnh nói: "Nguyên lai là như thế." Ngón tay chợt rung lên, một đạo khí lưu trước người hắn. Đoàn khí lưu này có màu xám, ẩn chứa bên trong là hỏa nguyên tố lực lượng. Hư không chung quanh nhất thời xéo lên. Bất quá Tần Vũ cũng không trực tiếp công kích. Sau khi khí lưu rung lên, rất nhanh tụ lại trong lòng bàn tay. Lúc này hơn nửa thân thể Tần Vũ đều hiện ra một màu xám xịt, mà cố lực lượng thiêu đốt cũng từ da thịt hắn phát ra. Trong nháy mắt, Không Đức và Tông Tường đã xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Tốc độ bọn họ tuy nhanh, cơ hồ đạt tới trạng thái mắt thường không thể quan sát, nhưng quy tích vận hành lại rất chậm xuất hiện trong con người Tần Vũ. Hình nhất nhìn về phía Tần Vũ, cô nén hận thét lên một tiếng, xoay người biến mất ở trong vô tận hư không. Từ nơi này đến chiến thần vũ trụ, cho dù duy trì trạng thái phách thể với tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng cần thời gian hơn một tháng mới tới nơi. Cho dù khi hắn truyền tống tin tức cho chiến thần, sau đó phản hồi ngay đến đây, trận chiến đấu này cũng sớm đã kết thúc. Có thể nói tam đại chiến tôn đã hoàn toàn buông bỏ trận chiến này. Trạng thái phách thể của Tông Tường và Không Đức phóng thích ra khí tức vô cùng cường đại, nhưng hai người ở trước mặt Tần Vũ lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhìn ánh mắt lãnh đạm vô tình kia của ông lại càng khiến cho hai đại chiến tôn cực kỳ khó chịu, thậm chí ngay cả tâm tình cũng vì thế có chút hỗn loạn. Vẹn vẹn chỉ đơn thuần là khí thế, Tần Vũ cũng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Tông Tường đầu tiên không giữ được bình tĩnh, một quyền tung ra kéo theo một tàn ảnh thật dài, thế tới như sấm sét, mà trên mặt Tần Vũ lại mang theo một dáng cười hờ hững, đồng dạng cũng vung ra một quyền. Trên quyền đầu ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỏa nguyên tố, không có chút phòng ngự nào, hoàn toàn là dùng cứng chọi cứng. Bang! Lực đạo phát ra như lực lượng của ngàn vạn quân, ầm ầm va chạm vào nhau, không gian cứ giống như tấm giấy trực tiếp bị xé rách toang. Tông Tưởng biến sắc, nhịn không được hữu quyền run run, bị chấn lùi lại mấy bước, mà nắm tay của hắn lại giống như bị nhiệt độ cực nóng thiêu cháy, lại có phần như một mảng cháy nhão nhoẹt, thậm chí là trạng thái phách thể cũng vô pháp chống lại lực đạo này. Tần Vũ đồng dạng cũng lùi về phía sau hai bước, âm thầm vận dụng lực lượng thủy nguyên tố đem cỗ lực lượng bá đạo này hóa giải đi. Không gian bị xé rách ấy duy trì thời gian rất lâu, xem ra mức độ ổn định của phiến tinh vực này đã không thể chịu đựng nổi lực đối kháng mãnh liệt như thế. Thừa dịp Tần Vũ còn chưa kịp trở lại bình thường sau thế công, Không Đức liên tục phát động công kích. Hai người đều không có né tránh, đều là lấy quyền đối quyền, tiếng vang nặng nề cứ giống như đầu gỗ đánh vào trên đá tảng, vang vọng quanh quẩn khắp tinh vực. Thế nhưng tại chỗ quyền đầu va chạm, không gian trực tiếp sụp đổ. Hai loại nguyên tố trong cơ thể Tần Vũ cùng một lúc vận chuyển, lực lượng hỏa nguyên tố công kích, lực lượng thủy nguyên tố làm suy giảm lực lượng của đối phương. Sau mấy chục lần va chạm, nắm tay của Không Đức sớm đã là huyết nhục lẫn lộn, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng ẩn hiện trong đó, không ngừng bốc lên ngọn lửa màu xám. "Các ngươi còn vì hắn kéo dài thời gian sao? Nếu không sử xuất lần thứ 5 chiến thần quyết, các ngươi thực sự sẽ chết ở chỗ này." Tần Vũ lạnh nhạt nói, nhưng mỗi một chữ nói ra đều chấn động thật sâu đến tận đáy lòng của bọn chúng. "Cho dù chết cũng phải bắt ngươi cùng bồi táng." Tông Tường gào thét vang vọng đến mấy chục cái tinh cầu không người ở quanh đó. Cơ thể hắn giờ phút này chợt bành trướng lên, những đường gân xanh giống như từng con rắn lớn quấn quanh toàn thân. Một cỗ lực lượng bạo phát trước nay chưa từng có từ trên người hắn phóng ra, không gian bị chấn động, tiếp đó bị xé rách. Biên độ sóng của loại lực lượng này cơ hồ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Tần Vũ thần sắc đang rừng rưng chợt biến thành ngưng trọng hẳn lên. Ông bắt đầu hiểu được chiến đấu chân chính sắp sửa khởi đầu. Nhìn thấy Tông Tường sử ra lần thứ 5 chiến thần quyết, Không Đức cũng lập tức bùng lên. Vật chất hỗn độn ở bên trong thân thể bọn chúng phát sinh biến đổi về chất không thể hình dung được, cứ tưởng như hỏa dược bị châm ngòi. Tần Vũ lùi lại mấy bước, vật chất hỗn độn ở bốn bề bỗng nhiên hướng về ông hội tụ lại, thật giống như kình ngư hút nước, từng đám lớn vật chất hỗn độn ngưng tụ ở xung quanh Tần Vũ. Cấm thuật băng chi thương lâm. Vật chất hỗn độn đang nhẹ nhàng chuyển động đột nhiên run lên, dưới sự khống chế của Tần Vũ, lực lượng thủy nguyên tố lập tức từ đó diễn hóa ra. Băng chi thương lâm là cấm thuật của pháp tắc đơn nguyên tố, cũng không có tiến hành dung hợp pháp tắc trong đó,
mà là làm cho bốc hơi. Giờ phút này, toàn thân Tần Vũ lại bắt đầu bao phủ bởi một tầng băng, hàn khí dày đặc lưu động ở trong hư không. Đối với 5 lần chiến thần quyết của hai đại chiến tôn, Tần Vũ cũng không có ý muốn né tránh. Bằng không, thừa cơ hội bọn chúng vừa ra, kéo dài thời gian thì lập tức có thể sử dụng cấm thuật tiến hành oanh sát. Ngược lại, ông quả thực chờ mong để xem 5 lần chiến thần quyết của hai đại chiến tôn đến tận cùng có thể bộc phát ra lực lượng đến mức nào. Dựa vào đó mới có thể phán định được lực lượng chân chính của cấm thuật tự mình sáng tạo ra. À! Tông Tường và Không Đức cùng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, cơ hồ cùng một lúc tung ra một quyền. Một quyền này cũng đều ngưng tụ lực lượng cực mạnh của 5 lần chiến thần quyết. Vật chất hỗn độn với phương thức bắn ra từ bên ngoài cơ thể của hai người, truyền kình phát động, cuộn lên từng đạo sóng gợn vòng tròn, rất nhanh lan rộng ra bốn bề. Ước chừng phạm vi lĩnh vực ngoài 100 thước, không gian cứ giống như tấm kính thả rơi xuống trên mặt đất, ầm ầm vỡ vụn. Vật chất hỗn độn mãnh liệt cuộn trào lan tràn ra, tinh quang trong mắt Tần Vũ chợt lóe. Ông chờ đợi chính là thời điểm này, đại lượng vật chất hỗn độn như thế mới đúng là căn cơ để ông phóng thích cấm chú. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Giữa không trung, từng đạo mũi băng khoan hơn 10 thước chợt từ trong vật chất hỗn độn vút lên, theo vật chất màu xám không ngừng lan tràn. Mũi băng cũng càng ngày càng nhiều, những băng thứ đó đều do Tần Vũ từ trong vật chất hỗn độn diễn hóa ra lực lượng thủy nguyên tố bốc hơi lên mà thành. Hơn nữa, hiện giờ trình độ khống chế của ông đã đạt tới cảnh giới hoàn hư, lúc này mức độ cứng rắn có thể so với hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Theo số lượng gia tăng, độ cao của băng thứ cũng không ngừng tăng cao. Trong khoảnh khắc, mũi băng va chạm vào quyền kình lập tức vỡ nát ở trước mặt hai đại chiến tôn. Mảnh băng vụn bắn ra bốn phía giống như bông sen bằng băng nở rộ, cực kỳ rạng rỡ. Ánh mắt Tần Vũ giờ phút này thật giống như không khí ở xung quanh mình vô cùng lạnh lẽo. Trong tay ông nắm một khối ảo ảnh mơ hồ màu xanh, năm ngón tay hé ra, một đạo băng thương xuất hiện ở trong tay ông, cũng không lớn lắm nhưng tản phát ra băng lạnh khôn cùng. Đây mới chính là chỗ ảo nghĩa cốt lõi thực sự của cấm thuật băng chi thương lâm, băng hư nhất thương. Mắt thấy hai đại chiến tôn đã phá tan rừng thương trùng trùng điệp điệp, cách mình cũng chỉ chừng 50 thước, Tần Vũ vung tay phóng ra băng hư nhất thương, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng rít chói tai. Thương ảnh giống như chậm chậm, thực ra rất nhanh, quét qua hư không. Thương ảnh lướt qua, không gian tức thì nứt ra một cái khe. Bốn phía hư không đều lấy mũi thương làm trung tâm, bắt đầu kịch liệt co rút hẳn lại. Một đạo băng thương quang mang thanh sắc lóe ra trong nháy mắt, xẹt qua bầu trời, quét tới trước mặt hai đại chiến tôn. Hai đại chiến tôn sắc mặt hung tợn, có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể bọn chúng đang run rẩy dữ dội, hiển nhiên đã bạo phát lực lượng vượt quá mức cực hạn khả năng chịu đựng của thân thể. Giờ khắc này, phạm vi vài trăm thước trong lĩnh vực rừng thương ầm ầm bùng nổ, mảnh băng vụn bắn tung tóe tại trong phiến tinh vực vô cùng rực rỡ. Ngay sau đó, một tiếng ngầm vang trầm đục, hư không loạn lưu từ trung tâm rừng thương băng kia bùng nổ, chuyển động không còn theo quy luật gì nữa. Cách đó không xa, thân ảnh Tần Vũ lặng lẽ xuất hiện, sắc mặt ông hơi tái nhợt, lớp băng bao phủ toàn thân cũng đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Nhìn rừng thương bùng nổ, cảm khái nói: không hổ là pháp quyết chiến thần sáng tạo ra, loại lực lượng bạo phát kinh khủng này chỉ sợ ngay cả thượng phẩm hỗn độn linh bảo cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Chỉ có điều cấm thuật xem ra còn chưa hoàn thiện, hẳn là mấu chốt ở mức độ khống chế đây. Sau khi rừng thương bùng nổ, hai đạo nhân ảnh dần dần hiện ra, mà hai đại chiến tôn giờ phút này sớm đã bị băng hư nhất thương xỏ xuyên qua ngực. Vô luận là trạng thái phách thể hay là khí tức cường đại của chiến thần quyết đều đã không còn sót lại chút gì. Hai người mắt trợn trừng, cả người bọc trong một lớp băng hàn khí, hiển nhiên đã khí tuyệt thân vong. Trong lúc đối kháng cực mạnh vừa rồi, hiển nhiên là cấm chú băng chi thương lâm của Tần Vũ đã thu được thắng lợi. Nhưng cố lực lượng bạo phát này vẫn như cũ, khiến cho trong lòng ông hãy còn sợ hãi. Vật chất hỗn độn biến dị có thể bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng. Với ước đoán thực lực của chiến thần lần này, đừng nói là tinh vực được khai sáng, chỉ sợ ngay cả không gian vũ trụ nguyên thủy đều có thể kích cho vỡ nát. Tần Vũ cũng không có đuổi theo tên chiến tôn hình nhất kia đã thoát khỏi tinh hệ thất tuyệt, ngược lại phóng mắt nhìn khắp chiến trường. Lúc này Vũ Văn Thác từ xa xa chạy lại nhìn Tần Vũ tán tụng:
Ai da, không hổ là Tần Vũ huynh đệ, có thể giết chết hai đại chiến tôn. Đây, đây chính là chỉ có một vài cao thủ tà thần giới mới có thể làm được thôi. Tần Vũ trầm giọng nói, ta đối với trình độ khống chế pháp tắc nguyên tố còn chưa đạt, cái này còn cần phải tiếp tục tu luyện mới có thể bù lại chỗ thiếu sót của cấm thuật, nếu không sẽ không hề bị thương rồi. Vũ Văn Thác trong lòng cả kinh, ngươi bị thương sao? Dùng nguyên lực sinh mệnh chữa bệnh cho ngươi một chút chứ. Tần Vũ khẽ lắc đầu, vừa rồi va chạm làm cho lực lượng mới trong cơ thể ta có chút không ổn định, nếu như tiếp tục phóng ra cấm thuật, ta không thể tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Chỉ có điều lúc này hẳn không có gì trở ngại rồi. Tình hình chiến đấu hiện giờ như thế nào? Vũ Văn Thác ồ một tiếng nói, ồ, hiện tại chủ chiến trang đã được Hiên thống lĩnh và Uông thống lĩnh di chuyển đến ngoài tinh vực 500 dặm. Dù sao ở nơi này tinh cầu quá nhiều, không thể tiến hành tấn công đại quy mô. Dương đại ca đang ở phía sau bọn họ tiến hành ngăn chặn. Nói tóm lại, tình thế cuộc chiến vẫn nghiêng về phía chúng ta. Tần Vũ ánh mắt chợt thu lại, nhếch miệng cười nói, có binh lực 30 vạn lại như thế nào? Hiện tại mất đi chiến tôn thống lĩnh, bị tiêu diệt còn không phải là chuyện sớm hay muộn hay sao? Vũ Văn Thác nhắn tình sáng lên nói, nói như vậy khỏa chủ tinh này chúng ta có thể đánh chiếm đấy rồi. Tần Vũ gật gật đầu nói, chuyện sớm hay muộn thôi. Vũ Văn Thác hưng phấn cười ha hả vài tiếng, có thể chiếm được khỏa chủ tinh này chẳng khác nào có được giấy thông hành trăm năm của tà thần giới. Liền sau đó lại nhíu mày nói, chỉ có điều tuy rằng nói là như vậy, đợi trận chiến đấu này chấm dứt chỉ sợ còn phải qua một đoạn thời gian rất dài. Dù sao trạng thái phách thể của bọn binh sĩ này duy trì thời gian rất dài, hơn nữa lực phòng ngự cùng tốc độ đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, chúng ta chỉ có thể cùng bọn chúng tiến hành đánh tiêu hao chiến. Đích xác, tuy rằng không có thông lĩnh mất đi ưu thế trận chiến, nhưng trạng thái phách thể của bọn binh sĩ đó vẫn như cũ giữ lấy ưu thế. Lực lượng binh lính tà thần giới chỉ có biện pháp tiến hành áp chế và hạn chế, sau khi làm cho phách thể của bọn chúng hoàn toàn tiêu tan đi mới có thể tiến hành tấn công đại quy mô tàn sát. Tần Vũ liếc nhìn hắn hỏi, người như thế nào lại ở chỗ này, không đi chữa bệnh cho binh lính sao? Vũ Văn Thác ngây ra một lúc, trong mắt xoay chuyển nói, trận chiến đấu kịch liệt như vậy khó gặp, huống hồ ta cũng lo lắng cho người đấy thôi. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng thừa hiểu, nếu như chính mình bại với chiến tôn như vậy, hắn hiện tại sớm đã chạy trốn ở cách xa vạn dặm. Đúng như Vũ Văn Thác dự liệu, mặc dù Tần Vũ không đành lòng giết chóc đại quy mô và để chiêu hàng mấy vạn binh sĩ chiến thần giới, trận chiến đấu này cũng giằng co suốt thời gian một tháng. Một tháng sau, tinh hệ thất tuyệt có thể nói đã hoàn toàn được thu hồi. Chỉ có điều có một số chuyện làm cho Tần Vũ hơi nghi ngờ. Bọn binh sĩ chiến thần giới này tại trong cuộc chiến 1000 năm qua, từ bại tới rút lui lại không có phái binh chi viện, cho dù buông bỏ việc chinh chiến, nhưng từ đầu tới cuối chỉ lui binh, lại vì cái gì còn muốn hao phí thời gian chống đỡ nhiều năm như vậy, quả thực có chút khiến người ta khó mà hiểu được. Chẳng qua, tại tràng chiến kịch liệt này, binh lực của tà thần giới cũng có tổn thất rất nhiều, hiện tại binh lực thậm chí còn không tới 10 vạn, có thể thấy được trận chiến này cực kỳ dữ dội. Không qua bao lâu, Tử Băng Linh cũng từ Minh Nguyễn Thành đuổi tới đây, xem ra nàng đúng là bị bực tức chết đi được, không ngừng truy vấn tình huống trên chiến trường. Mà Vũ Văn Thác cũng là một giảng viên sinh động, còn tùy tiện thêm mắm dặm muối, đem trận chiến giữa song phương biến thành một trận chiến kịch liệt như sử thi. Chiến tranh sau khi kết thúc, Uông Hy Thiên đem tình hình trên chiến trường chuyển tới tà thần giới, song cùng chờ đợi tà thần trả lời có đáp ứng hay không, ước chừng lại qua 3 tháng, tin tức truyền trở lại Thất Sát Tinh, mà kết quả làm cho tất cả mọi người hết sức vui mừng. Tà thần Tử Dạ Thương Long biết được mọi người dốc sức đoạt lại Thất Sát Tinh, đặc biệt mời Tần Vũ cùng với các nhân vật cấp thông lĩnh, phó thông lĩnh khác tiến vào trong tà thần giới. Kỳ hạn đúng như lúc trước đã ấn định là 100 năm. Ở đây thì Vũ Văn Thác là người hưng phấn nhất. Dù sao ý nghĩa chủ yếu của tà thần đối với mọi người mà nói đều là lĩnh ngộ hỗn độn, là nơi tu luyện pháp tắc quý báu nhất. Mà mục đích của Tần Vũ hiển nhiên không phải ở những cái gọi là ý nghĩa chủ yếu đó. Trong tà thần giới, cao thủ đông như mây, lại có trưởng công giả Tử Dạ Thương Long khai sáng tinh vực, tin rằng ở nơi đó nhất định có thứ gì đó mà mình cần phải theo đuổi. Lại nói tiếp, mọi người có thể đoạt được Thất Sát Tinh này, tuyệt đại bộ phận công lao là ở trên người Tần Vũ. Nếu không có ông phóng xuất ra lực lượng cấm thuật trực tiếp phá hủy,
năm lần chiến thần quyết của hai đại chiến tôn kia, sĩ khí của bọn binh sĩ chiến thần giới cũng sẽ không giảm sút đến nỗi kết cục phải quy hàng với tà thần giới như vậy. Trong mấy tháng này, Tần Vũ ở Thất Sát Tinh lại tiến hành một lần bế quan ngắn ngủi, chính là để xâm nhập tìm tòi, nghiên cứu lực lượng mới mẻ thần bí đó. Ở trên phương diện sáng tạo vật chất hỗn độn, cỗ lực lượng mới này hiển nhiên không kém gì với lục đạo luân hồi, dường như nó chính là một cánh cửa lớn mà trong đó lại ẩn chứa lượng vật chất hỗn độn vô cùng vô tận. Hơn nữa, sau khi lục đạo luân hồi phân giải tan vỡ đi, Tần Vũ không còn có cảm giác ngưng trệ kia nữa. Sau lần chiến đấu kịch liệt, cỗ lực lượng mới kia tựa hồ cũng vì bị chấn động mà biến thành không ổn định hẳn lên. Nghiên cứu rút lại, nguyên nhân của nó đúng là Tần Vũ đối với tu vi khống chế vật chất hỗn độn không đủ độ sâu. Nhưng qua một thời gian ngắn, lực lượng kia cũng dần dần ổn định trở lại. Chỉ là tu vi của ông hiện tại hay còn không thể tra xét thực lực nguồn gốc của cỗ lực lượng này, vì thế không thể tiến hành khống chế nó. Sau khi nhận được lệnh truyền của tà thần giới, Tần Vũ, Vũ Văn Thác, Dương Thiên Hành cùng với Uông Hy Thiên, Hiên Tuấn Khanh đều chuẩn bị tới tà thần giới. Mà truyền thống trận ở Thất Sát Tinh, bởi vì chiến thần giới xâm lấn sớm đã bị phong bế mấy ngàn năm qua, cho nên bọn họ phải trở lại tinh cầu khác đã hủy bỏ phong tỏa truyền thống trận để tiến hành truyền thống. Tử Băng Linh hiện giờ cũng đã lập công lớn, đây chính là thời điểm hướng về phụ thân mình khoe công lĩnh thưởng, cho nên tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn. Mấy tháng sau, mọi người tới tinh cầu gần nhất có truyền tống trận. Nguyên vốn truyền tống trận đến tà thần giới, tất cả đều bị ngăn cấm, rất hiếm khi cho phép người ta hủy bỏ phong bế. Nhưng hiện tại đám người Tần Vũ là khách quý do chính Tử Dạ Thương Long tự mình mời, đương nhiên là ngoại lệ. Bước vào đài tế tự ẩn chứa lực lượng pháp tắc kia, Tần Vũ trong mơ hồ lại dường như có cảm giác bất an, nhưng lại nói không được nguyên cớ vì sao. Ngay sau đó, truyền tống trận phóng xuất ra quang hoa rực rỡ, không gian pháp tắc trong nháy mắt khởi động, gần như trong khoảnh khắc mọi người đã tới trung tâm của toàn cả tà thần vũ trụ, cũng chính là tà thần giới trưởng quản của ba đại tinh hệ. Đây là tà thần giới sao? Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh cũng là lần đầu tiên đi vào trong tà thần giới. Khi bọn hắn nhìn thấy trong tinh vực xa xa nổi lơ lửng một khối lục địa thật lớn, trên mặt hiện ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Tại bên trong phiến tinh vực này, bốn bề hiển lộ ra cực kỳ thoáng đãng, không thực tế. Chỉ có một khối lục địa vô cùng to lớn, có hơn ngàn dặm lững lờ trôi. Có thể mơ hồ nhìn ra trên lục địa kia một ngọn núi cao lớn đứng sừng sững, mà núi non phân bố lại tựa theo một quy luật nào đó. Từ trung tâm của lục địa không ngừng kéo dài hướng ra phía ngoài, mà trung ương được vây quanh giữa dãy núi non ấy ắt hẳn chính là đế thành của tà thần giới, cũng là nơi tồn tại của Tử Dạ Thương Long. Trên bề mặt lục địa chớp động tầng tầng quang vụ màu xanh mờ ảo, tuy rằng không đẹp mắt chút nào, nhưng ẩn ẩn hiện hiện phóng thích ra khí tức rất cường mãnh, hiển nhiên là loại cấm chế nào đó. Mà ở trong tà thần giới này, hạn chế của pháp tắc hiển nhiên nếu so với ở bên trong tinh hệ phải lớn hơn rất nhiều. Một bên Tử Băng Linh nhíu nhíu mày nói: bởi vì bên trong tà thần giới không có truyền tống trận, cho nên chúng ta chỉ có thể truyền tống đến phụ cận của tà thần giới thôi. Giờ chúng ta đi qua đó đi. Vũ Văn Thác tự hồ cũng phát hiện lực lượng cấm chế trong quang vụ kia nói: ngươi hẳn là biết cách làm sao đi vào chứ, nếu không lực lượng cấm chế mạnh mẽ như vậy, sợ là trong chúng ta cũng chỉ có Tần Vũ huynh đệ là có thể tiến vào thôi. Tử Băng Linh gật gật đầu nói: ở mặt đông nam của tà thần giới có một ngọn núi, chỗ đó cấm chế ổn định, có người trông coi, bọn họ có thể trợ giúp chúng ta mở ra cấm chế. Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh không ngừng xoa xoa tay hưng phấn nói: thật tốt quá, cơ hội này rốt cục cũng đã đến rồi. Thời gian chọn 100 năm mà, có linh hồn lạc ấn của tà thần đại nhân cũng đủ để hoàn thành khổ tu đạt tới bằng 1 vạn năm. Cái này tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới hoàn hư rồi. Hai tên thống lĩnh này đã chiến đấu kịch liệt trên chiến trường mấy ngàn năm, nhưng thủy chung chưa từng có cơ hội tiến vào tà thần giới, mà hiện tại bước chân vào lĩnh vực của ước mơ hằng theo đuổi. Trên mặt mỗi người đều lóe lên quang mang đầy khát vọng. Lúc này Vũ Văn Thác hỏi: công chúa điện hạ, ngươi là sinh ra tại địa phương thần thánh như thế, vì sao không đi lĩnh ngộ linh hồn lạc ấn của tà thần đại nhân để đạt tới cảnh giới cao hơn chứ? Tử Băng Linh chẩu môi đáng yêu: ngươi là nói Thương Long Điện sao? Mới trước đây phụ thân mỗi ngày đều bức ép ta đi vào trong đó, nhưng những ý niệm tinh thần này vừa tiến vào trong đầu của ta liền cảm giác được đầu óc choáng váng. Phụ thân nói
Ý niệm của ta rất phức tạp, không thể bình tâm tĩnh trí. Lâu ngày ta cũng cứ như vậy tiếp tục, không có tiến bộ chút nào. Cái gọi là Thương Long Điện cũng chính là chỗ tà thần khắc ấn ký ý niệm tinh thần, nhưng không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ được cảnh giới khống chế đối với vật chất hỗn độn của tà thần. Điều này cũng phải dựa vào tư chất cao thấp của mỗi người. Sau khi truyền tống đến tà thần giới, thần sắc của Tần Vũ luôn có chút ngưng trọng, lạnh lùng nhìn ngoài ngàn dặm của đại lục, trầm giọng nói: "Chúng ta đi vào đi thôi." Mọi người gật gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Tử Băng Linh, rất nhanh liền đi tới khu vực gần đại lục. Cấm chế màu xanh mờ ảo này là do Tử Dạ Thương Long tự tay thiết trí, cho dù là cao thủ cảnh giới hoàn hư cũng khó có thể phá giải. Sau khi vượt qua thổ hoàng sắc vây quanh đại lục kia, rốt cục đi tới ngọn núi vùng cấm chế ổn định. Nguyên vốn ngọn núi kia độ cao đã kéo dài tới ngoài vùng cấm chế, đỉnh núi đã bị vạt đi, hình thành một cái động khẩu vuông vức. Trong động có mấy chục tên thủ vệ mặc áo giáp đen, sau khi xác nhận thân phận mới mở ra cấm chế. Tần Vũ có thể cảm nhận được người có năng lực phá giải cấm chế ít nhất phải có tu vi cao hơn hoàn hư sơ cảnh, từ đó khẳng định những người này thực lực tuyệt đối cao hơn mình. Mà theo như lời Tử Băng Linh, tại trong tà thần giới này cơ hồ không có người nào dưới cảnh giới hoàn hư, ngoại trừ Tử Dạ Thương Long đã đạt tới cảnh giới quy thần hậu kỳ, thấp hơn chính là Nguyên Lão Tứ Thần trong tà thần điện. Mỗi người đều có tu vi quy thần sơ cảnh. Dựa theo Tần Vũ phán đoán, Nguyên Lão Tứ Thần này chỉ sợ đã biết được phương pháp khai sáng không gian tinh vực từ trong lĩnh vực hỗn độn, chỉ là ở trên phạm vi lĩnh vực không bị kịp Tử Dạ Thương Long mà thôi. Ngoài ra trong tà thần giới còn có 6 đại gia tộc tồn tại, những gia tộc đó đều hoàn toàn trung thành với tà thần, hơn nữa ở phương diện thực lực cũng đều đạt tới cảnh giới hoàn hư hậu kỳ. Những trụ dân còn lại đều trên cơ bản đều là hoàn hư sơ kỳ và trung kỳ. Trong hai cảnh giới này, dù sao đạt tới cảnh giới hoàn hư, nếu còn muốn tiến cảnh thêm lần nữa là cực kỳ khó khăn. Đi vào bên trong đại lục, Tần Vũ cảm nhận nơi này được phân bố đầy đủ vật chất hỗn độn, hơn nữa dường như đều vì một nguyên nhân nào đó mà bị áp xúc giống nhau, mật độ cực cao so với trong Tử Vân Kỳ chẳng phân biệt được hơn kém. Chắc chắn một điều, ở trong này tu luyện nhất định có rất nhiều ưu thế. Vật chất hỗn độn ở trong tinh vực phân bố cũng là cực kỳ trọng yếu, nếu phân bố quá nhiều có thể tạo thành không gian không ổn định, thậm chí một lần nữa diễn biến thành một hạt cát trong vũ trụ nguyên thủy, mà phân bố quá ít thì sẽ hạn chế tu luyện, tạo thành không có cách nào xây dựng thành hỗn nguyên, hạn chế việc linh ngộ đối với vật chất hỗn độn. Ở trong ba đại tinh hệ, vật chất hỗn độn phân bố hiển nhiên có hơi quá ít, bình thường chỉ ẩn sâu dưới đáy biển, trong tầng đất và hư không, mà ở tà thần giới, nơi này vật chất hỗn độn dày đặc, phân bố có thể nói đã đạt tới một sự cân bằng hoàn mỹ. Đế thành cách không xa, to lớn mà uy nghiêm, kiến trúc và từng thành hoàn toàn là từ một loại nguyên liệu không biết tên tạo thành. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng tráng lệ, khí tức của hàng trăm ngàn cường giả từ nơi đó tản phát ra, khiến cho mọi người đều cảm thấy rung động. Dù sao đến nơi đây, vô luận là thiên mang kỳ hay là hoàn hư sơ kỳ, chẳng qua cũng chỉ là cấp thấp nhất mà thôi. Bên ngoài từng thành, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, tiến vào đế thành đồng dạng cần phải có thông điệp. Bất quá khi đám người Tần Vũ đến, Tử Dạ Thương Long sớm đã hạ thông chi khắp toàn thành. Hơn nữa do có Tử Băng Linh tự mình ra mặt, mọi người tự nhiên thực dễ dàng thông qua kiểm tra, tiến nhập vào trong đế thành của tà thần giới. Vừa bước chân vào đế thành, khí tức cường giả mãnh liệt kia đập vào mắt, khiến ở sâu trong đáy lòng mọi người đều cảm giác được chấn động dữ dội. Xa xa nhìn lại, bóng người tấp nập không ngớt trên các ngã đường rộng lớn, bốn phía kiến trúc khủng vĩ to lớn giống như dãy núi nối liền nhau kéo dài đến mút tầm mắt. Những kiến trúc đó phần lớn đều cổ quái lạ thường, hơn nữa nguyên liệu sử dụng cũng đều là trước đây chưa từng thấy. Tần Vũ có cảm giác bên trong vùng đất kiến trúc nơi đây đều ẩn chứa vật chất hỗn độn phong phú, hơn nữa mật độ rất cao, mức độ cứng rắn cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Có điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là người sinh sống tại đây, mỗi một người đều tản ra một cỗ khí tức cường giả đặc biệt, làm cho người ta có cảm giác bị áp lực cùng với bất an. Thậm chí ngay cả Tần Vũ cũng có hơi dao động trong lòng. Dù sao với tu vi hoàn hư sơ cảnh của ông, ở đây chẳng qua là cảnh giới thấp nhất mà thôi. Mấy người các ngươi phát ngớ ngẩn cái gì vậy? Chúng ta bây giờ phải đi tới tà thần điện, nơi đó cách đây còn một quãng đường nữa, chúng ta trước tiên phải kiếm một chiếc phong mã xa để đi.
Tử Băng Linh hiển nhiên đã quen thuộc hết thảy nơi đây, dẫn bọn Tần Vũ hướng trung tâm ngã tư đường đi đến. Đám người Dương Thiên Hành tự hồ mỗi một bước chân đi trong lòng đều rung động từng cơn. Người ở bốn phía đều là cao thủ vượt trên cảnh giới hoàn hư, mà có vẻ chính mình thì cực kỳ nhỏ bé. Cảnh giới hoàn hư kia là cái khái niệm gì? Cho dù là 100 thiên mang hậu kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vũ Văn Thác nhíu nhíu mày nói: nơi này như thế nào lại có nhiều cao thủ như vậy? Trải qua Tử Băng Linh một phen giải thích, mọi người mới biết được, nguyên lai trong tà thần giới, ngoại trừ Tử Dạ Thương Long, chỉ có mấy chục người mà thôi. Những người này thực lực cũng không cao, nhưng sau khi trải qua trăm ngàn vạn năm, mấy chục người này trải qua nhiều thế hệ sinh sản, hình thành 8 đại gia tộc, cũng chính là Tề, Đỗ, Thạch, Bạch, Gia Cát, Lam Cung, Độc Cô, Thượng Quan, 8 đại gia tộc. Ngoài tà thần cùng nguyên lão tứ thần ra thì quyền lợi lớn nhất này đều nằm trong tay 8 đại gia tộc. Hơn nữa, nguyên trụ dân ở nơi này khi trưởng thành đều sẽ có cơ hội một lần được tiến vào Thương Long Điện, lĩnh ngộ tinh thần lạc ấn của tà thần. Thời hạn là 100 năm. Những người này phần lớn sau khi đi ra cũng đã đạt tới cảnh giới thiên mang trung hậu kỳ. Một số có tư chất tốt đột phá đến hoàn hư cảnh giới cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng từ hoàn hư trung kỳ để đạt tới hậu kỳ thì đây là bình cảnh lớn nhất trong việc lĩnh ngộ vật chất hỗn độn. Bởi vì khi đạt tới hoàn hư hậu kỳ thì đã có năng lực khai sáng không gian ở trong vũ trụ nguyên thủy. Chẳng qua phạm vi lớn hay nhỏ còn phải tùy theo cảnh giới không ngừng tăng lên mới tính lợi hại. Đi được một lúc, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện ra việc buôn bán vũ khí áo giáp nơi này phần lớn là linh bảo chân quý hỗn độn trên dưới bậc trung phẩm. Còn như thượng phẩm hỗn độn linh bảo, theo như lời Tử Băng Linh nói, ở trong này quả thực cũng có bán, nhưng có giá cả không lường. Bình thường chỉ dùng để trao đổi một ít tiên dược, linh bảo có thể tăng lên tu vi, hoặc là một loại đồ vật nào khác có giá trị ngang nhau. Chẳng qua ra ngoài dự liệu của Tần Vũ, ngoại trừ hỗn độn linh bảo, vậy mà còn tồn tại một thứ chí tôn linh bảo. Tử Băng Linh cũng chỉ là từ miệng Tử Dạ Thương Long có chút ấn tượng mơ hồ mà thôi. Nghe đồn chí tôn linh bảo này có được năng lực khai sáng hỗn độn, diễn hóa thế giới. Trong tay Tử Dạ Thương Long đã có một kiện. Trong tà thần giới, khi những kẻ yếu nhược này đến, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của phần lớn người đi đường. Trong ánh mắt đều mang theo vài phần khinh miệt. Nếu không phải nhận ra bộ dáng của Tử Băng Linh, chỉ sợ đám người Tần Vũ sẽ không an toàn thế này. Chỉ có điều đến nơi này, Tử Băng Linh trở thành chủ nhân chân chính. Mọi người đều cúi đầu khom lưng với nàng, nịnh hót nói thao thao liên miên không dứt. Thậm chí ngay đến Vũ Văn Thác cũng phải hơi mặc cảm là không bằng người. Ước chừng đi được hơn nửa canh giờ, Tử Băng Linh dẫn theo mọi người tới một cửa hàng khá lớn. Lão bản kia tự hồ đã sớm nhận ra được hình dáng của Tử Băng Linh, lập tức phái hạ nhân chuẩn bị một chiếc phong mã xa sang trọng đủ sức chịu tải trọng tới 10 người. Công chúa điện hạ, trước đây vài ngày nghe tin người đã sắp về đến, lão cố ý chuẩn bị chiếc phong mã xa này, bên trong đều đã bố trí hoàn mỹ, ngài thấy thế nào? Lão nhân kia cười đến ánh mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, lưng cúi hơi cong, nhìn qua mặc dù có hơi khòm khòm nhưng khí tức phát ra làm cho mọi người không dám xem thường hắn. Đừng nói là trưởng quỹ chủ tiệm này, cho dù là tiểu nhị đều có tu vi hoàn hư sơ kỳ. Tà thần giới quả thực là lĩnh vực của cường giả. Tử Băng Linh nhìn trang sức cực kỳ xa hoa, phong mã xa tráng lệ, lại nhìn phong mã lưng mọc bốn cánh, toàn thân đỏ như lửa kia, mỉm cười nói: cũng không tệ, xe tốt lắm, con ngựa này cũng cường tráng, không ngờ còn là phong mã bốn cánh thuần chủng, làm phiền trưởng quầy xa xa rồi. Trưởng quầy ha hả cười: chuyện nhỏ, công chúa điện hạ mau mau trở về đi, tà thần đại nhân nhất định đang sốt ruột trông chờ. Tử Băng Linh gật gật đầu. Lúc này Vũ Văn Thác đứng ở trước mặt phong mã, nheo nheo mắt nhìn nó, có chút nghi hoặc hỏi: phong mã này quả nhiên không tệ, xem ra ngày đi một mạch có thể tới trăm vạn dặm, lại còn có bốn cánh, thật sự là hiếm thấy đấy. Tần Vũ hờ hững cười, đối với những ma thú này ông vốn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nhìn thấy những ma thú chân quý đó cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Dương Thiên Hành, Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh cũng vây quanh phong mã bình luận về con phong mã to lớn kỳ lạ đó. Nhưng đúng lúc này, thình lình một chàng tiếng cười ha hả từ phía sau truyền đến, xen lẫn vài phần khinh miệt và xem thường: các ngươi mấy tên vô tri, tu vi thấp kém như thế mà bước vào lãnh thổ tà thần giới chúng ta,
ngay đến ta cũng cảm thấy ghê tởm. Tần Vũ quay đầu nhìn lại, thấy một người ăn mặc toàn thân màu tím, một bộ dáng phú gia công tử bước tới trước mắt, trên mặt hiện ra vẻ cười khinh miệt. Phía sau dẫn theo hơn 10 người, để trần nửa thân trên, dáng vẻ của một tên côn đồ cao lớn vạm vỡ. Tử Băng Linh vừa nhìn thấy người này, ánh mắt tức thì lạnh lẽo, trầm giọng nói: Nam Cung Diệt, ngươi tới nơi này làm gì? Người này là ai vậy? Tần Vũ thấp giọng hỏi. Lão trưởng quầy kia tự hồ có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Trong phạm vi 10 dặm của lĩnh vực này đều thuộc về địa bàn của Nam Cung gia tộc, mà hắn chính là Tam Công Tử Nam Cung Diệt của tộc trưởng Nam Cung. Nam Cung vô địch, người này hoành hành ngang ngược, lại tâm thuận bất chính, rảnh rỗi thường đến ức hiếp các thương phố của chúng ta, yêu sách đòi tiền, đòi tiền tài chân bảo, sớm đã có tai tiếng xấu, còn có vài lần muốn cùng Tà Thần đại nhân kết thông gia, nhưng đều bị công chúa điện hạ từ chối. Tần Vũ sau khi nghe giải thích tình huống không khỏi nhíu nhíu mày. Nam Cung Diệt chăm chăm nhìn Tử Băng Linh, liếm liếm môi, trên mặt thoát ra vài phần dâm dục, cười nói: Ta đến đây đương nhiên là phụng mệnh của gia phụ rồi, tới đón công chúa điện hạ. Chiếc phong mã xa này quá lớn, ta cố ý chuẩn bị cho công chúa điện hạ một chiếc mã xa hai người, để ta hộ tống ngươi trở về đi. Nói xong, cũng không biết Nam Cung Diệt dùng thủ pháp gì, đầu ngón tay run lên, xe ngựa kia tức thì bốc cháy, liệt hỏa hừng hực, gặp gió lan ra mau chóng, ngọn lửa màu xám điên cuồng bùng lên. Phong mã kia kinh hãi lồng lộn, bốn cánh chấn động, thoáng cái đã như làn gió biến mất ở cuối con đường. Tần Vũ nhìn thấy rõ ràng, hắn diễn hóa chính là pháp tắc lực lượng hỏa nguyên tố, hơn nữa chỗ vi diệu ở trong đó, lực khống chế có thể nói là đạt tới hoàn mỹ. Xem ra cảnh giới của pháp tắc khống chế diễn hóa hỗn độn này ít nhất phải ở cảnh giới hoàn hư trung kỳ. Tử Băng Linh thấy thế, trong lòng tức thì dâng lên một cơn phẫn nộ, cũng không quản thân phận là công chúa, lớn miệng mắng: Hỗn đản, muốn ta lên xe ngựa của ngươi ư? Vậy thì tỷ tỷ năm nữa ngươi cũng đừng mơ tới. Nam Cung Diệt ha ha cười: Cũng hơn 1000 năm không gặp rồi, tính tình của công chúa điện hạ vẫn còn y như lúc trước, không thay đổi chút nào. Tử Băng Linh hừ lạnh một tiếng, quay sang lão trưởng quầy nói: Trưởng quầy ra ra, giúp ta lần nữa chuẩn bị một chiếc phong mã xa, có thể chở 10 người là tốt rồi, xa hoa hay không không có vấn đề gì. Trưởng quầy gật gật đầu, xoay người rời đi. Nam Cung Diệt từ lần đầu tiên theo Nam Cung vô địch tiến vào Tà Thần Điện, khi nhìn thấy Tử Băng Linh liền thèm nhỏ dãi dung mạo xinh đẹp của nàng. Thế nhưng hắn tuy rằng va chạm trăng hoa với nhiều nữ tử, nhưng không có một ai làm cho hắn ái mộ như thế, đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Những năm gần đây mấy lần yêu cầu Nam Cung vô địch hướng Tử Dạ Thương Long cầu hôn nhưng đều bị từ chối, cho nên Nam Cung Diệt lúc này mới ghi hận trong lòng với Tử Băng Linh, phát thề quyết có được nàng. Lúc này Nam Cung Diệt đem ánh mắt chiếu vào người Tần Vũ, cười lạnh nói: Có trách ngươi 1000 năm qua cũng không có trở về, thì ra là đã có người trong lòng là hắn phải không? Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng, đang định lên tiếng, nhưng Tử Băng Linh lại cười duyên một tiếng, đi tới bên cạnh Tần Vũ, hai tay nhẹ nhàng nắm cánh tay ông, cướp lời nói: Đúng vậy, phụ thân còn nói muốn chúng ta thành thân đấy, sao nào? Nam Cung Diệt sắc mặt đại biến, giận dữ đến mức cực điểm, nhưng lại cười nói: Thì ra là thế, tiểu tử ngươi có khí phách, chỉ có điều người của Nam Cung Diệt ta không chiếm được, người khác cũng đừng mơ tưởng tới. Ra lệnh một tiếng, mười mấy đại hán đã bao vây đám người Tần Vũ lại. Những tay đấm này tu vi đều đạt tới hoàn hư sơ kỳ, thực lực cao vượt, e rằng chỉ có Tần Vũ có thể chống lại cùng chúng. Người không sợ ta nói cho phụ thân ta biết sao? Các thông lĩnh này đều là phụ thân tự mình mời tới. Tử Băng Linh trong lòng cả kinh, lớn tiếng nói. Thế nhưng người đi đường quanh đó đều tách ra xa xa, tuy rằng đều biết Tử Băng Linh là công chúa tôn quý, nhưng nơi này trước nay vẫn là địa giới của Nam Cung gia tộc, loại chuyện này ai ai cũng không muốn nhúng tay vào. Nam Cung Diệt đắc chí cười nói: Đúng hay không ta cũng không biết, hiện tại ta nghi ngờ bọn chúng là phản đồ chiến thần giới. Thử hỏi trong Tà Thần giới sao lại có loại người thấp kém như thế này tồn tại? Nói như thế nào Nam Cung vô địch cũng đã ở nơi này trăm ngàn vạn năm, phụ tá cho Tà Thần Tử Dạ Thương Long lập được nhiều chiến công hiển hách. Cho dù Nam Cung Diệt có giết chết mấy tên thông lĩnh này, Tử Dạ Thương Long cũng sẽ không trách tội nhiều lắm. Tên vô sỉ ngươi! Tử Băng Linh phát ra một tiếng thét chói tai. Nam Cung Diệt cười ha hả:
Yên tâm đi, công chúa tôn quý của ta, nếu ngươi bằng lòng để ta hộ tống ngươi suốt đoạn đường này, ta thật không ngại buông tha cho bọn họ. Vũ Văn Thác tức giận thấp giọng nói, tên hỗn đản này bè cánh thật lớn. Dương Thiên Hành, Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh tất cả đều thần sắc ngưng trọng, vận dụng pháp tắc nguyên tố chờ phát động. Tử Băng Linh sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, được, ta theo ngươi đi. Chậm đã. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.